các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cách làm một số trợ phương. Cao hạ nhiệt. Ngâm đậu nành với nước cho mềm, giã nát và trộn thêm ít bột gạo cho khỏi nhão, rồi đem đắp lên trán để hạ sốt. Xem chừng thân nhiệt hạ còn 37 độ C thì lấy ra ngay, hoặc đắp những chỗ viêm nhất không dùng trong trường hợp ban, sởi, tót, trạ đầu mùa.